cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát. Vô biên chúng thánh văn và cả thảy thánh hiền viên khởi đài sáng chói trùng đến vô biên cõi khắp sông cả chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề hồn bao thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát. Sắc thân Như Lai đẹp mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bàn. Phật vô tận trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương sức chi lớn nguyện lớn cấm độ chúng quần sanh. Khiến bỏ thân nóng khổ sanh kia nước mắt vui, con nay sạch ba nghiệp mà quý và tan tháng nguyện cùng ca chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhân tâm đành lễ Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đành lễ pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai thân trang nghiêm giải thoát thâm pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây A Di Đà Như Lai thân cảnh giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây A Di Đà Như Lai thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây giáo hạnh ly ba kinh tột nói bày chánh khắp pháp giới tôn pháp.
nhân tâm đảnh lễ Nam mô Đại Thừa Vô Lượng
bình đẳng gia phẩm tư nhân phàm hồi thanh chúng tôi nghe như vậy một thơ non đứng quan ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành vương xa cùng với đại thanh chúng tỳ kheo môn vãng hai ngàn vị đã chứng thần thông con giả kiều đẳng nhân tôn giả xa lời phóng tôn giả đại mộng kiền liên tôn giả ca diếp tôn giả nan vân vân là những bậc thượng thú lại có các ngài phổ hiền bồ tát văn thù chớ lời bồ tát di lặng bồ tát và tất cả bồ tát trong hiền kim đến tập hồi phẩm thứ hai đến thần thông hoa bồ tát quang anh bồ tát bảo tràng bồ tát trí thượng bồ tát tịnh căn bồ tát tinh huệ bồ tát nguyện huệ bồ tát hương tương bồ tát bảo anh bồ tát trung tu bồ tát chế anh bồ tát giải thoát bồ tát là thượng thủ các vị bồ tát này đều tuân theo hành nguyện của vô hiền đại trí thật hành vô lượng hành nguyện quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm cá không đứng vào pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế đồng chứng Phật quang rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuân gia cô hành hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian phạm đem sân đình huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chân nha người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đêm pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lắm mau tam dục dừng cốt sạch câu huệ hiến bày đức thánh tình điều phục chúng sanh chuyên thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca thành tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng lại như vậy đã không đạt tăng tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền cả thân máu như ánh chớp và tan lưới chấp toan vây ràng buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có nhiều độ chứng đắc vô
nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tổng trì tam muội quần trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng và khoảnh khắc đi cầm coi phần được biện tài của Phật vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì đặc tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh rồi vơi vạn vần tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu như lai hồ đề giống phật kiến không dừng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tất 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sanh tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả đang liền tự suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiện sanh tướng nghiêm tình rạng rỡ uy nguy cõi từng thấy thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo vai hương quỳ gối chân tay bành đứng phân rằng bạch đứng thế tôn hôm nay thế tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật qua hiện về lai Phật Phật nhớ nhau thế tôn vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật vị lai hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác vì sao lại có oai thần hiếm diệu thù đạt như vậy cuối xin đừng thế tôn chỉ dạy bây giờ đứng phần bảo tôn giả nan lành thay lành thay ông vì thương xót lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù nhiều kiếp bố thí cung dường các bậc ngã lãng bích minh chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuống đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà được đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuân hiền lời hỏi hôm nay của ông
một niệm an trụ vô lượng kiếp. Thân và các cánh không có sanh diệt, vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng tối thắng, tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe. Theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. A nan ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có đức phật xuất thế hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàng tranh giác minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư phật thế tôn đứng phần đó trụ thế hóa độ bốn mươi hai kim vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có ngộ liền phá tâm mà vô thường chân chánh bèn trao ngôi vua theo phẩm xuân gia làm xa môn hiệu là phan tạng tu hành bồ tát đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thân định huệ tâm thường kiến cố bất động tu hành tinh tấn đến trước đinh phật đành lệ quỳ gối chắp tay tảng thang phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hỏa châu lu mờ cả thế tôn diễn thuyết một ánh thanh tùy loại hữu tình thấy thông yêu lại hay hiền sáng thân đèn để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành phật có tiếng tốt đưa pháp âm đến vô biên cõi tuyên dương pháp giới định tinh tấn thông đà rộng sâu phán nhìn màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng các tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành phật giả sư cúng dưỡng hằng xa thân không bằng kiến dòng cầu chánh giác nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an lạc thường vẫn từ tâm cư hữu tịnh độ vô tận biểu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu xin Phật thánh tri chứng biết cho dù cho thân nát trong
tâm như vậy thề không mà thôi. Phẩm thứ năm chí tâm tịnh tâm pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chánh giác, giữ nguyện làm Phật tấn được như Phật nguyện Đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành giúp sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm đủ độ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát. Nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật cầu đạo tinh tấn không dư quyết sẽ được kinh quá. Vậy thì nguyện gì mà chẳng thành? Ngươi tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc thân tịnh cõi Phật, người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được, cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chi nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ức năm bây giờ pháp tàng tỳ kheo nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thường thù thắng nơi ca cõi xấu đẹp hiện ra của trời người suy lường rộng rao chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tính cần cầu tiếng kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi công đức trang nghiêm rõ ràng thông suốt thân một nước Phật. Khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai thế từ tại vương cuối đau lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thân tịnh nước Phật. Đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời phẩm thứ sáu phán đại thiện.
thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài, nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề không đoa lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con và các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng ròng đủ 32 tướng, có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trần tân ca đồng một dung nhan. Nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật ta chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ứng cõi Phật. Nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc. Nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt tình tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn thề không thành chánh giác. Khi con thành và có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật khắp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn, và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng, giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm. Nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm
con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con. Phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt đến khi mạng chung con cùng tánh chung Bồ Tát liền đến về cõi con được vẫn thôi chuyện nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi sanh về cực lạc đều được hỏi ý nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con màng chung không lãng vào ba đường ác liền sanh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành Phật nước con không có phụ nữ nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân mang chung liền hóa thân về nước con ca loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen tất bảo nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương tình tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý ca căn đầy đủ thường tu thụ thân phạm hạnh nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành Phật nước con không có tên ba đường chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định không còn nhiễm não tâm được mất mê thường thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận nếu con khởi đưa niềm tham đắm thân sao thề thành chánh giác khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành thân thể vẫn chánh như kim cang bất hoại thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tầng rộng nói khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quy chánh đến bậc nhất sanh bổ sư trừ khi phá nguyên rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình khuyến pha tiên tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phó hiền quý sanh vào thế giới khác hành lìa tha thố hoặc
tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước, con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền lên. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật phàm vào trong cõi nữa, con đều trang nghiêm tánh tình sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết. Dù có nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nữa, con cao trăm ngàn gió tuân cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm. Các bậc Bồ Tát Trung Phật cùng có thể biết rõ, nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cõi nữa rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hỷ hữu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổng dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đắng tam mùi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni tánh tình hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đứng mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bấm thôi chuyển thề không thành chánh giác. Phần thứ bảy huyết thành chánh giác này á nan, bây giờ thì theo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài tụng con làm nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng. Nguyện này nếu không toại thề không thành chánh giác, lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng khổ khiển quần sanh kia đêm dài không ưu não phát xa
như Phật tương tốt thấy thiên mang cũng đem tâm đại bi. Lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiên đình tình huệ thú phan mạnh quyền đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại. Cứ khỏi ca ánh nạn dính sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trì huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành. Vì chúng khai tàn pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sơ ca trời người anh hùng khắp ba cõi thuy quang xưa từ hồng rộng độ các hữu tình. Viên mạng lời phát nguyên pháp ca đều thành Phật nguyện này nếu thành tự đại thiên phải chân đồng ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này A Nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi. Mặt đất chân đồng sáu cánh hoa trời rơi khắp mâm nhà tự trói không trung vang lời khen quyết chất thành vô thường chân gian. Phẩm thứ tám tích công lụy đến này A Nan phan tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại phương và giữa đại chúng trời người phá quan thế nguyện này rồi. An trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kiếm lập vĩnh viễn tuyệt không hứa hoài. Không miên đời trong vô lượng kiếp phun trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá khứ đã thu căn lành. Hành hành tình tình xa lìa luôn dối chân đế môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh. Chi nguyện không mọi thanh tự khác nhận đối với ưu tình nói lời từ lệ cùng kính tam bảo phụng sự sự trương. Không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mật quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi. Giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm nếu có quân thanh sớm là quyên thuộc răng bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tịnh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật. Giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu hoặc làm trương giá cư sĩ. Hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thanh vương hoàng làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng nhã đoàn.
nhưng không đến như vậy chẳng thể kể. Miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen, hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sanh tương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nè đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tầng tầng cá đồ cần dùng đẹp để tối thường để lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đã la tam miếu tam bồ đề. Phần thứ chín thanh tư viên mạng này a nan phàm tạng tỳ kheo tu hành bồ tát thích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả hết chỗ phát thệ. Thành tựu viên mãn như thần an trụ cụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi phật được tôn giá. Nàng nghe đức phật nói lời ấy rồi cũng kính thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phàm tạng Bồ Tát chứng Bồ Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật? Hiện ở thế giới cảnh Đức Thế Tôn nói Đức Phật như lai kia. Đến không chỗ đến đi, không chỗ đi không sanh không diệt, không có quá hiền vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh hiền ở phương Tây cách Diêm Phù Đề này mười vạn ước cõi phần thế giới đó gọi là Cực Lạc. Phàm tạng thành Phật hiểu là kính vậy quan. Phẩm thứ mười điều nguyện làm quan lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật, khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Xa Vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành Phật đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. 400 ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta, nay lại đến cung dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước nghiêm tinh này a nan, cõi Cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ không có danh từ khổ nạn thu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi, không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai không đã sỏi núi thiết phi núi tu gì đất đa núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi.
bằng văn công co hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá a nan nghe rồi thưa phật bạch đừng thế tôn nèo cõi đó không có núi tu gì thì tư vào đâu tôn giá a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức phật hỏi a nan bằng tư vì nghiệp ông có thể biết chẳng quả bao thân ông mà bằng khả tư nghị nghiệp bao chúng sanh cùng bất khả tư nghị căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị thánh lực chư phật thế giới chư phật cũng bất khả tư nghị đặng được chúng sanh công đức thiền lực trú hành nghiệp địa và thần lực chư phật cũng đều như vậy cả tôn giả phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này a nan ngoài thần và quang minh của phật a di đà tối tôn đệ nhất quang minh của chư phật khá không sánh kịp quang minh này chiếu khắp hàng xa coi phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi phật hoặc trăm ngàn coi phật chỉ có hào quang đức phật a di đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi phật hào quang chư phật chiếu ra có xa có gần vì bốn nguyện công đức đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ công đồng nên khi thành phật tự có hạn lương quang minh đơn phật a di đà sáng chói gấm bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng phật vô lượng thọ cũng hiểu là phật vô lượng quang phật vô biên quang phật vô ngại quang phật vô đẳng quang phật trí huệ quang phật thường chiếu quang phật thân tịnh quang phật hoan hỷ quang phật giải thoát quang phật an ổn quang phật siêu nhật nguyệt quang phật bất tư nghị quang quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì tội tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực thay được quang minh này liền được dừng có mạng chung được giải thoát chúng sanh nào nghe được ngoài thần không ở đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được tranh về cực lạc.